Xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người top 10 điều mà hoa lan ghét nhất. Quý anh chị mình cần phải đặc biệt chú ý khi chơi lan để tránh những cái sai lầm không cần thiết. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Điều đầu tiên, nước nhiễm phèn, nước máy chứa clo. Hoa lan không thích nguồn nước nhiễm axit hay nhiễm phèn. Với nguồn nước bị nhiễm phèn, anh chị có thể hạ phèn. Còn đối với nước chứa clo, anh chị hãy chứa nước để qua đêm để bay mất clo rồi hẳn tưới cho cây nhé. Điều thứ hai, quá ẩm ướt. Anh chị hết sức chú ý điều này. Hoa lan chỉ thích ẩm chứ không thích ướt. Có nghĩa là khi tưới xong, hoa sẽ chờ 1 đến 2 tiếng cho môi trường khô bớt. Lúc đó rễ của cây mới bắt đầu tìm nguồn nước, hấp thụ nước và phát triển bộ rễ. Điều thứ ba, ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Khi cây lan được đặt dưới ánh sáng trực tiếp từ mặt trời thì rất dễ gây ra tình trạng cháy lá, bỏng lá, cây sẽ không phát triển tốt được. Nếu quý anh chị muốn đặt cây ở nơi có ánh sáng trực tiếp mặt trời thì hãy mang ra từ từ, mỗi ngày một ít để cây có khoảng thời gian thích nghi quen với môi trường đó. Điều thứ tư, nhiệt độ quá cao. Không nên đặt lan ở quá sát mái tôn vì nơi đó có nhiệt độ rất nóng và nơi có ánh mặt trời gay gắt vào buổi trưa. Điều đó sẽ không tốt cho cây lan như khi đặt lan ở nơi mát mẻ thông thoáng. Điều thứ năm, thiếu nắng. Vì nắng là điều kiện cần thiết giúp cây quang hợp, đưa nước và chất dinh dưỡng nuôi cây. Nếu không có nắng, cây sẽ chậm phát triển và còi cọc. Điều thứ sáu, tưới nước vào hoa. Khi tưới nước vào hoa sẽ làm hoa nhanh tàn hoặc khiến mặt của hoa bị thâm đi, làm hoa của chúng ta không còn đẹp nữa. Điều thứ bảy, giá thể bị nhiễm bẩn. Điều này anh chị cần hết sức lưu ý, nếu không anh chị sẽ phải nhận một bài học có khoản học phí rất nhiều. Quá là đáng tiếc luôn. Cây có biểu hiện ốm yếu, trong chậu rễ cây không chui xuống dưới mà mọc sang hai bên. Anh chị nên xốc giá thể lên để kiểm tra nhé. Khi thấy giá thể bị nhiễm bẩn, chúng ta cần phải thay giá thể mới, nếu không cây sẽ không thể phát triển tốt được. Điều thứ 8, lan không thích kim loại. Lan không thích sắt thép, vì thế giá thể hay chậu dùng để trồng lan thường bằng nhựa hoặc bằng gỗ. Khi còn dùng sắt thép cố định cây thì nên bọc nhựa lại, hoặc sau một thời gian thì nên rút ra. Điều thứ 9, sờ đầu rễ. Tay của chúng ta có thể đã bị nhiễm bẩn nên khi sờ vào đầu rễ sẽ làm rễ của cây không phát triển được. Điều thứ 10, giá thể quá to. Nên sử dụng giá thể vừa phải đối với cây. Cây rễ nhỏ thì sử dụng giá thể nhỏ. Vì cây nhỏ mà sử dụng giá thể to thì sẽ gây ra hiện tượng quá thông thoáng, làm rễ bị khô đi vì mất nước. Video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like, comment và subscribe để kênh có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.